Bữa nay mà anh ra bị bệnh thành ra anh hay đút sữa cho em mà anh nè đó. Giỏi quá, anh thương em quá. Xíu nha, thôi Nha. uống hết Anh hai đút từ từ cho em anh hai. trơn. Ok. Tiếp tiếp đi. Giỏi quá. Nhưng mà anh hết bệnh nghe. Rồi nay uống cái rồi mai sẽ đút, nay sẽ đút tiếp. Rồi giờ đút cho mạnh tiếp nè. Đó anh thương em mới vậy mới được chứ, ba mẹ mới vui chứ, anh em mình thương nhau. Và mỗi anh hai bệnh thì hạnh nên đây đút sữa lại cho anh hai, nhau thì ba mẹ mới vui chứ, anh em thương nhau. Ba giữ cái này mai mốt cho hạnh với nhân lớn lên sẽ thấy 10 15 10 15 20 năm nữa thấy anh em hồi nhỏ thương yêu nhau như thế nào. Không anh hay đút không em hạnh cũng cảm động hết bệnh nữa, cười cái em hạnh coi, cười cái anh cười coi, anh cười coi. Nghe hả? Anh em thương yêu nhau á là ba muốn khóc luôn á, mỗi lần coi cái phim này là ba muốn khóc luôn á. Được thôi hả? No more. Ok. Rồi nghỉ ha.